Xin chào các bạn. Thì đầu tiên này cho mình xin gửi lời chào để các bạn. Vì lâu rồi mình chưa làm video. Bây giờ bữa nay mình chuyển sang dùng Xiaomi Redmi Note 10. Thì mình cũng muốn những cái gì mình làm với máy mình sẽ làm video hướng dẫn, nhưng mà những cái như là unlock bootloader hay là unlock bootloader hay là cài đi con vẹt và đó, thì những cái đó cần phải có PC, cần phải có máy tính. Nhưng mà mình thì những cái đó mình đi làm qua trên mạng ấy, nên không thể làm hướng dẫn cho các bạn được. Sau thời gian sử dụng và cấp theo hệ thống những cấp dần dần lên thì mình thấy cái rôm này thấy cái rôm mới nhất, rôm này là rôm mới nhất trên hệ thống mà tên đang sử dụng cho anh ý. Ngoài trời mưa to quá, hiện là tầm 3 hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ đối diện gặp bạn để chúc rôm bằng rôm vẹt. Thì đặc biệt tôi chỉ như rôm lọc bắt la rôm hay là rôm tay tay cái con vẹt thì bạn cần một cái máy tính và bạn làm đặc biệt rõ rất. Thì đây mình chỉ hướng dẫn chúc rôm qua TV-CAT-RP. Cái đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cái tay rôm. Đây ở đây mình đã chuẩn bị sẵn tay đây để vào đường nhận thống và đường nhận thống của máy. Sau đó các bạn cắt luôn. Mình thao tác bằng một tay hơi khó. Rồi, thì để thời đóng vào dưới con vẹt thì các bạn nhấn chữ đánh đồng thời nhấn chữ tăng âm lượng và nút nguồn. Đây nguồn và nút tăng âm lượng. Thì mình làm một tay mình quay nên mình giữ hơi khó khăn chút. Nhấn chữ đồng thời đấy, đồng thời nhấn tăng âm lượng và nút nguồn để kia có tiền rung và xuất hiện sự logo Xiaomi cả bàn nhà ăn. Đây, đây. Thì vào luôn đã. Thì ok, cái máy giống như này mình thấy cái thời gian rồi đóng vào cái con vẹt quá lâu so với con Xiaomi của mình dùng. Đây, đã vào. Đây, để ướp rôm đầu tiên các bạn cần phải quay VP mình các bạn kích vào những cái mình ba cái ba dòng hết cùng David RT KE và System Data và KE. Đây, bộ này này và việc truyền thanh này sang. Sau khi làm xong các bạn được quay lại này. Đấy. Quay lại. Và để cái chân bon. Đây. Nhớ tích vào cái system này nhé. Rồi cặp được cái cài rôm đó là cái hiện tại với rôm đang phải để repair và để xả rôm trong mười nữa, xả rôm của máy. Thì tiếp theo là để được cài rôm thì bạn sẽ chọn trong install này và tìm đến cái đường link các bạn bỏ để chữa cái rôm các bạn tải về. Mình tải về mình để ở đâu á? Đây, tên rôm ở đây. Đấy, các bạn nhấn vào cái file rôm này, tìm đến và nhấn vào cái file rôm. Đó và các bạn kéo cái thân này qua này. Rồi, công việc bây giờ chỉ có ngồi đây nó cày xong thôi.
các bạn cho mình nhân lời cảm ơn về được bạn luôn theo dõi video của mình nhé. Xin lỗi các bạn, tại bộ nhật trong của máy mình nó hơi bị yếu nên vừa bị áo video, giờ mình cần phải quay lại, giờ mình làm tiếp video rồi, làm quay tiếp và sẽ thực hành hai cái video riêng. Việc bây giờ chỉ có ngồi chơi nó tại rốn xong, nó cài đặt xong thì để tiết kiệm thời pin và để tiết kiệm pin thì trong lúc nó chạy các bạn nó sẽ tắt màn hình, các bạn để đây được không sao ấy, mình mở lên xem nó chạy được bao lâu rồi, chạy cả luôn. Mình đang quay bằng điện thoại Xiaomi Redmi 5A. Bộ nhớ trong vòng 16GB nên hơi ít, quay video này hơi bị nắng đấy. Rồi tiếp tục đợi. Mình sẽ tạm dừng đến lúc nó chạy xong nhé. Rồi thì khi nó chạy xong thì nó sẽ lên như in đây, lúc nãy chạy nó tắt màn chạy xong thì nó sẽ lên như in. Đấy, và có dòng đốm này đấy, thì bước tiếp theo thì các bạn nhấn Y, K2 và David này đấy, kéo sang rồi. Xong các bạn nhận Reboot System. Và kéo thân start này qua. Đâu rồi? Trời, nãy giờ tưởng là kéo luôn. Đây, khi nó lên như thế này thì các bạn kéo sáng nha. Kéo thân này sang. Đấy. Và việc bây giờ là chỉ ngồi đợi nó reboot thôi. Đây, reboot team. Rồi, đợi nó reboot và thượng thu cái ROM các bạn ấy. Mình sẽ tạm dừng để khi nó reboot xong. Ok, sau khi nó chạy các bạn đợi khá lâu rồi nhé. Tầm khoảng 5 đến 10 phút nó sẽ lên lên. Đây thì đặt được cài đặt thì dễ thôi, cũng được. Rồi mình lúc cái này MIUI 8.2.1.10 mình nghe các bạn kia bảo bạn này dùng được tiết kiệm pin, có bạn 8.1.15 mà. Cái bạn đó thì mình cũng đã dùng pin thì con nhìn nó tấu thật, nhưng mà nó không được, nó toàn bị trả logo không à. Đây mình wifi kích sóng từ hàng xóm. Đặt được cài đặt này thì đơn giản thôi.
Đây, giờ nó cần phải nhập nhập khẩu Mỹ kích hoạt. Đã cài đặt xong. Giờ nó đang khôi phục về kết cái gọi sao đó, bộ cục màn hình đâu từ cái lúc trước mình đã sao lưu lên Xiaomi lên Mi Cloud à, nói chung là mình đã đồng bộ lên đấy, giờ nó sẽ rồi về là mình đã xong cái bài hướng dẫn upload bằng PVCAT luôn RP đi bằng vẽ. Thì cái này nói là hướng dẫn nhưng mà thực tế là mình upload mình trải nghiệm cũng quay video lại thôi. Nói hướng dẫn thì nó không được chi tiết lắm. Thôi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Và các bạn nào muốn mình hướng dẫn cũng một thì comment ở phía dưới. Mình sẽ làm theo.